Nguyên bầy con trai không có thằng nào biết lái xe. Con Dương Thanh Vàng cũng không biết, thằng Hồng Thanh cũng không biết, không có đứa nào. Nguyên bầy đàn ông ngồi ở đây, rồi bốt cụ con Quỳnh nó chở đi. Mà chở 8 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang. Trời ơi, tính già quá non, hiểu không? Chạy lố tốc độ, bị công an bắt 2 lần. 1 triệu đồng còn 9 triệu. 9 triệu xong rồi trả hết tất cả chi phí. Hai vợ chồng lời được 700 ngàn. Rớt nước mắt. Bà đang xe quắc, quỷ tài xế taxi ve bả quất bả vô tường cái râm dội ra. Trời đất ơi. Ừ, Lâm nhớ Lâm đang diễn sân khấu Idicap. Quỳnh điện: anh ơi bị xe đụng rồi, anh ơi bị xe đụng rồi. Ủa em bị xe đụng cái gì? Nó taxi nó đụng em, nó xui đụng em để em đi cấp cứu nhà thôi nha. Đúng rồi, lo lắm. Đúng rồi, hai đứa còn ở trọ lo quá trời lo luôn. Mà đang ở trọ nó trời ơi, vì biết sao giờ chưa cưới luôn. Mà đùng cái tự nhiên có bầu. Mà lúc đó xô thì không có, rồi vợ thì không có công ăn việc làm gì. Thôi vậy nói cha nói mẹ, hy vọng là cha mẹ có thể giúp đỡ. Lúc đó chỉ nương nhờ cha mẹ thôi. Nhưng mà quyết định hai đứa là đám cưới. Lúc đó cảm giác vừa vui mà vừa lo vừa hồi hộp. Lo thứ nhất là sợ sinh ra xong rồi không có gì mà để nuôi con luôn á. Thật sự không có xô luôn. Hai vợ chồng thì ở trọ, mà đồ ăn đồ uống thì lại không có. Lúc nào cũng cha mẹ gửi lên hết. Đẻ ra trúng 5 tuổi xô quá trời luôn. Lên luôn à, rơi thiệt. Xin bé bé Nhi ra một cái, một là như diều gặp gió luôn. Như diều gặp gió luôn, dễ sợ thiệt. Ôi cảm ơn bé Nhi. Lúc mà vừa cấn bầu á là bắt đầu không có tiền, bắt đầu phải đám cưới. Mà đám cưới trời ơi, tao nói đám cưới như là đám cưới sao ta, đám cưới như là có lệ đó. Bà có ngán dữ không? Không, Quỳnh rất là giỏi luôn. Đứa con đầu tiên á, Quỳnh rất là giỏi luôn. Quỳnh chở Lâm từ ở thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang. Nhớ mà lúc đó không có xô, hiểu không? Nhớ là cái bữa đó Tố Hài có 10 triệu bạc à. Mà chia cho Hồng Thanh, Hồng Thanh bây giờ đó. Hồng Thanh, rồi con Dương Thanh Vàng, rồi thằng Chỉnh Nhạc. Mà ban đầu nghĩ 10 triệu trong đầu, ôi trời nó nhiều quá. Tính thì thôi đừng muốn tài xế, đỡ tốn 500 ngàn nữa. Quỳnh có bầu 5 tháng rồi, 5-6 tháng rồi. Cái bụng trần dần, mà ngồi cắn cái vai đăng. Nguyên bầy con trai không có thằng nào biết lái xe. Con Dương Thanh Vàng cũng không biết, thằng Hồng Thanh cũng không biết, không có đứa nào. Nguyên bầy đàn ông ngồi ở đây, rồi bốt cụ con Quỳnh nó chở đi. Mà chở 8 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang. Trời ơi. Tính già quá non, hiểu không? Chạy lố tốc độ, bị công an bắt 2 lần. 1 triệu đồng còn 9 triệu. 9 triệu xong rồi trả hết tất cả chi phí. Hai vợ chồng lời được 700 ngàn. Rớt nước mắt. Ừ, dễ sợ nghe 10 triệu không, cao đó, đẳng cấp đó, đó tính qua đẳng cấp luôn. Đúng là bầu xô, không bao giờ làm bầu xô được. Ngu dễ sợ, ngu xỉu. Nhớ mãi suốt đời cái ấn tượng. Vừa cực vợ nè. Vừa cực vợ, vừa hành vợ. Vậy là cái lúc mà là sinh nở bé đầu tiên á, ok, thuận buồm xuôi gió đúng không? Không có không vào xuôi gió nha. Sáng là Lâm đi quay nhẹ 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 đó, người tập kịch đồ game show tập không, thời gian tập nhiều hơn quay. Cứ mình tập một tuần đi quay một lần vậy đó. Sáng Lâm đi tập bài rồi vợ Lâm bắt đầu từ ở thành phố bắt đầu xuống dưới quê mà đón xe, lúc đó có xe hơi rồi nhưng mà không có tiền đổ xăng. Xong rồi vợ phải đón xe từ thành phố về tới Đồng Nai, mà mỗi lần sáng bắt đầu sáng nấu cơm thì Lâm đi quay, xong rồi vợ bắt đầu từ ở thành phố xuống Long Thành Đồng Nai, và một ngày đẹp trời bụng trần dần đó. Bây giờ bà nấu cơm từ thiện, muốn cho đứa con mình nó tốt, muốn cho nó khỏe mạnh, lúc nào cũng đi từ thiện hết trơn trọi á. Và từ ở dưới thành phố Hồ Chí Minh bà xuống dưới Long Thành bà đón xe, bà đang xe quắc, quỷ tài xế taxi ve bà quất bà vô tường cái râm dội ra. Trời đất ơi. Ừ, Lâm nhớ Lâm đang diễn sân khấu Idicap. Quỳnh điện: anh ơi bị xe đụng rồi, anh ơi bị xe đụng rồi. Ủa em bị xe đụng cái gì? Nó taxi nó đụng em, taxi đụng em để em đi cấp cứu nhà thôi nha. Ê, mà, không, lúc đó là sao trời? Có phải là đụng thôi nhưng mà sợ đứa bé, tức là không có cảm giác gì, nó là tỉnh queo luôn. Rồi chở với lên trển, rồi cuối cùng không sao. Nóng ruột điện cho cha mẹ ruột chạy lên, con em được chạy lên, rồi quýnh chú tài xế. Rồi cái nói thôi, tao lỡ rồi quýnh thằng chi. Vậy thôi. Vậy phải không? Vậy thôi đúng không? Thì cái lúc mà là chị Lâm bồn á là mọi thứ nó suôn sẻ hết đúng không? Từ khi mà có bầu bé Nhi, Lâm cảm thấy công việc Lâm suôn sẻ. Và lại là Hồng Thanh, đúng không? Lâm Hồng Thanh bên Hàn Quốc đang đi diễn, lưu diễn ở bển á. Xong rồi ở đây vợ đẻ phải 3-4 ngày sau mới về coi mặt con được. Vậy là cái lúc mà là khi mà là diễn ở bên bển á là chắc lòng dạ cũng rất là cồn cào, nó muốn cồn về cào, rất nhanh, là đúng không? Nôn cái lần đầu tiên làm cha khủng khiếp lắm, rồi nôn nao chỗ không biết coi mặt làm sao, mặt làm sao. Rồi mẹ điện lên trời ơi, nó về nó vừa đẻ ra cái miệng nó lớn nhất cái bệnh viện, ai cũng biết con Lê Dương Bảo Lâm hết. Xong rồi mẹ chụp hình qua rồi cái miệng rộng quịch luôn, trời ơi. Đúng là con mình rồi, hạnh phúc vô biên. Lần đầu thấy con, cái cảm giác đầu tiên khi mà là bế con vào lòng như thế nào?
vừa từ sân bay ở Tân Sơn Nhất xong rồi chạy thẳng xuống Đồng Nai luôn, chạy một mạch vô bệnh viện luôn. Và vô cái cảm giác đầu tiên nhìn đứa con mình nó giống y chang mình. Trời ơi tự nhiên mà hạnh phúc khủng khiếp luôn, mà lại rờ mà nhẹ không có dám sợ đau lên. Sợ đau con, với lại xương nó mềm quá không có dám mà ẩm lên bế thúc, nhẹ và nhìn nó, nhìn vô gương mặt của nó và nhìn vô ánh mắt vợ và cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Vợ tôi đau lắm, khủng khiếp lắm. Nó em bị stress á, em bị sợ. Tự nhiên khi mà chụp thuốc mê vô á, mà em cảm giác thôi thà chết sướng hơn á. Bé đầu tiên á là vợ Lâm bán bánh trung thu, bán mấy ngàn cái bánh trung thu mà để được 25 triệu đồng đi đẻ đó. Mà xuống bệnh viện không dám đẻ ở thành phố nữa, ở đẻ tuốt ở Đồng Nai á là không, để đỡ tốn chi phí. Ý là khi mà sinh là suy nghĩ rất là nhiều về khoản chi phí. Thời gian này đã ổn rồi cho nên Lâm đã đặt ở bệnh viện luôn rồi, đặt tất cả mọi thứ. Bé chị nó thiệt thòi quá rồi, thứ nhất là ăn uống cũng không ăn uống, ngay cả Quỳnh ăn 2 kg chim chim thái cũng phải suy nghĩ trong đầu á, cho nên nó quá thiếu thốn với bé thứ nhất rồi, cho nên bé thứ hai này quyết định là sẽ bù đắp tôi hả. Hồi nãy là vợ có tội không, như là chồng có tội hay không? Thì có cái tội lớn nhất mà cũng phát hiện rồi, dù trước ngày em cưới, ngày mai em cưới, ngày hôm nay quyên bày trời dẫn đi chơi bia bọng đồ này nọ, đó là giấu được vợ rồi, nhưng mà mai cái thằng bạn nó đăng lên có bản mặt mình trong đó, có bản mặt mình trong đó. Chết chưa, bạn hại chưa, bạn hại luôn. Tội này mình chấp nhận được, tại sao ngày mai cưới mà hôm nay mình đi chơi đám bạn là cũng như là... Ý là ở nhà cũng không lo gì, đủ thứ chuyện phải lo, bởi vì đám cưới ngày mai rất là nhiều thứ phải lo. Đủ thứ luôn, mà tối bắt đầu mà không biết lái xe nữa. Mà phía 12 giờ vợ từ Long Thành Đồng Nai lên chở đi chơi, về thì chở về nữa. Nói là đi làm, nói là nói vợ đi làm. Xong rồi bả lên, xong rồi mai cái thằng bạn có chung Facebook luôn, đăng hình lên, rồi giận luôn. Bây giờ còn chơi với thằng bạn đó không? Đó. Mà là lâu lâu cũng thiệt hiện cái đúng không? Nhậu bia vô thiệt hiện cái. Hồi đó tôi Lâm tham công việc lắm. Ví dụ như là cứ chiều 5 giờ đám cưới, 5 giờ đám cưới là 8 giờ Lâm diễn ở IDCAP. Mà vẫn nhận luôn, thấy ghê không? Vẫn nhận luôn, tức là tham công việc như vậy mà không hiểu làm sao nữa. Tức là đang vừa làm lễ xong còn cô dâu không? Còn cô dâu không? Cái chú rể đi diễn rồi, chú rể đi diễn đúng là còn nhớ diễn IDCAP. Mà tự nhiên khi mình bây giờ mình nhìn lại mình nói trời ơi, cái ngày đó ngày vui của mình mà mình cũng không được trọn vẹn với vợ mình nữa, cảm thấy buồn và hối hận lúc đó. Tại vì không phải là không dám nói, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ trong sân khấu lắm. Nếu như mà bữa đó mình nghĩ tất cả cô chú làm sao đây, biết nói làm sao đây. Có cái loại dấu quỷ đen gì không? Không, trời ơi, cái thẻ của Lâm á, khi mà tiền bạc Lâm đi diễn chuyển vô ngân hàng thì Quỳnh giữ cái đó, còn Quỳnh đưa cho Lâm cái thẻ của Quỳnh. Khi mà Lâm rút tiền sẽ báo bên Quỳnh biết coi là nó cháo thẻ đó, nó trộm lông cháo phụng đó. Tất cả mọi chi tiêu Lâm, dù khi mà Lâm rút tiền là vợ Lâm biết hết. Ồ, anh em là xài gì vậy? Còn bữa nào mà lấy được tiền tươi là rất là mừng, có khi em cũng được. Tiền tươi là nói gì nữa, thường thường đa số ít tiền tươi lắm. Ngoài tấu hài mới được tiền tươi thôi. Tấu hài có nhậu không? Không, Lâm không nhậu. Ngày xưa thì hay đi chơi rồi nọ, nhưng mà từ khi con nó thương sức khỏe Lâm tưởng yêu cũng sợ chết nay rất là sợ luôn á, thức khuya cũng sợ. Bây giờ lúc ngày bồi bổ xăm rồi nọ, trời, bây giờ lỡ nhưng mà mình có chuyện gì cái không biết như thế nào luôn á. Ai lo vợ con đúng ai không? Lo vợ con cha mẹ luôn. Bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn nữa. Nhậu đúng không? Nhậu. Ông đó ông có vợ trước có thôi, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều phải không? Từng đi mấy lần? Anh hai lần à? Ừ, nhưng mà ở nhà không đi đâu hết á. Quá tuyệt vời, nhậu ở nhà có nhậu gì ở nhà. Ai dọn? Mình vợ luôn. Được. Bây giờ okay. Vợ đang bầu chỉ dọn cho nó đá khỏi đường luôn.